Ồ, anh ơi, dạy em bài toán này cái. Ồ, bài gì thế? Ừ, tính như Việt Nam. Bài đấy thế. Thế à, dạng diện tích Việt Nam đơn giản thế không giải được mà anh chỉ cho. Trước tiên, em phải học cái công thức này đó này. Công thức này, ok. Muốn tính diện tích Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, ta đem cộng vào. Ồ. Rồi đem nhân với nước Lào, Campuchia bát, thế nào cũng ra. Wow, gì hiểu thế? Nào? Em đã hiểu. À, thì như mày đang học tiếng Nhật đúng không? Vâng, em đang học tiếng Nhật đấy. Cái ngữ rất là khó đúng không? Quá là khó. Ngữ rất là khó phải không các bạn? Nếu mà các bạn ví cái ngữ giống như là một bài toán thì thường các bạn nghĩ rằng đây là một bài toán rất là khó. Thế nhưng tuy nhiên đối với mình thì nhờ, cho dù một bài toán khó như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ trở nên rất là đơn giản nếu mà ta học thuộc những cái công thức căn bản của nó. Và muốn để nhớ lâu thì chúng ta cần phải làm thật là nhiều bài tập liên quan đến dạng toán này. Và vì thế ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau học về cái công thức giải về cái ngữ. Ok, mày ấy thôi về đi để cho cô Thanh cô vào cô giải. Sao lại đuổi em? Ở đây, ở đây. Thằng kia nó tiếng Nhật nó kém quá nên là thầy tổng của Thanh vào đây. Ok, hôm nay chúng ta có bài kính ngữ. Kính ngữ đúng thầy? Giải bài toán kính ngữ. Cô Thanh à, kính ngữ có mấy loại nhỉ? Kính ngữ gồm có 3 loại đó là tôn kính ngữ, khiêm nhường ngữ và thể lịch sự. Vậy thì trong clip ngày hôm nay thì chúng ta tạm thời làm về tôn kính ngữ được không? Hay. Clip còn lại đúng không? Thì chúng ta sẽ làm về khiêm nhường ngữ và lịch sự. Vậy thì tôn kính ngữ sử dụng khi nào hả cô? Tôn kính ngữ nhá. Tôn kính ngữ là cái những cái câu nói khi mà chúng ta muốn thể hiện cái hành vi của một người mà có chức vị cao hay là một người mà chúng ta muốn thể hiện sự kính trọng với người đó. Được chưa nhỉ? Tức là thế nào nhỉ? Mà một cách đơn giản thôi đó là gì nhỉ? Cái hành động mà người ta gì nhỉ? Sẽ làm, đúng không? Đã làm, đúng không? Thì ngày xưa chúng ta học cái dạng gì nhỉ? Bình thường thôi. Thì bây giờ chúng ta thay cái động từ đấy bằng một cái động từ mang tính gọi là tôn kính. Đúng không? Ví dụ nhá. Ví dụ, cô Thanh là giám đốc chẳng hạn đúng không? Bây giờ mình sẽ nói là gì ạ? Cô Thanh, cô đã ăn cơm chưa ạ? Chúng ta có thể nói là Thanh sensei, tabemashita ka? Bình thường đấy là câu nói bình thường đó. Cô đã ăn cơm chưa? Tabemashita ka? Ừ. Đúng không? Tuy nhiên thì nhờ, cô ấy làm giám đốc đúng không? Mình sẽ này, Thanh sensei, cô đã ăn cơm chưa ạ? Đúng không? Cô Thanh, cô đã ăn cơm chưa ạ? Thanh sensei, mo meshiagarimashita ka? Đúng không? Tức là gì nhờ, cái động từ sẽ bị thay đổi nhớ chưa? Thay đổi. Trong tiếng Việt thì cái gì cái động từ ăn nó không thay đổi đúng không? Đúng ạ. Nhưng mà gì nhỉ? Thêm chữ ạ của cái câu. Còn tiếng Nhật cái động từ ăn này nó sẽ bị biến đổi. Ta hiểu không nhỉ? Hay. Và người thực hiện hành động ăn là cô Thành đấy. Hay. Đúng không? Cô Thành okay. Sẽ ăn. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào cụ thể của tôn kính ngữ là gì? Cụ thể của chỉ như nào nhá? Hay. Không, đó là học công thức. À học công thức ạ? Công thức, 5 công thức căn bản của tôn kính ngữ nhớ chưa? Trong bài học này. Thứ nhất, đó là những cái dạng đặc biệt. Dạng đặc biệt. Dạng đặc biệt à? Dạng đặc biệt khó không thầy? Không khó, nó chỉ có vài động từ thôi. Giờ hôm nay thì chúng ta học về 9 cái động từ căn bản đi. Hay, như vậy chỉ cần ghi nhớ thôi đúng không nhỉ? Ghi nhớ thôi, học thuộc lòng đấy là được. Hay. Và mình sẽ đưa ra ví dụ luôn. Thứ nhất, động từ đặc biệt nhá. Công thức thứ nhất, công thức đặc biệt. Như thế được. Okay. Trong công thức đặc biệt này có mấy từ à thầy? 9 vừa nói xong rồi. À 9 từ ạ? Thứ nhất đó là động từ sư lự đúng không? Sư lự là chuyển làm. Chuyển sang là gì nhỉ? Tôn kính ngữ sẽ là nasaimasu. Ok. Ví dụ bây giờ mình hỏi nhá. Mình đặt bằng tiếng Việt vào cổ thành sẽ nói luôn đúng không? Chị ơi, bây giờ chị đang làm công việc gì vậy ạ? Sumimasen, ima nan no shigoto o nasatte imasu ka? Nasatte imasu. Bình thường dạng lịch sự này thì chúng ta nói dạng bình thường lại được. Nasaimasu ka cũng được. Hay. Né. Tiếp theo, động từ thứ hai đó là động từ iru. Iru. Iru ですね. Hay. Tiếng Việt của nó là いらっしゃいます. Ví dụ như này nhé. Cô Thành là đốc đúng không? Mình đang điện thoại cho cô Thành. Chị à, chị ơi, chị đang ở đâu vậy? Ima doko ni irasshaimasu ka? Đúng không? Chị đang ở đâu vậy? Bình thường. Doko ni imasu ka? Bình thường chúng ta sẽ nói như thế. Bây giờ chuyển sang là いらっしゃいますか? Ok. Ok. Hay. Động từ thứ 3. Đó là động từ ikimasu và kimasu. Động từ đi và đến đúng không? Hai đúng động rồi. Từ này sang bên tôn kính ngữ chúng ta dùng hai cách. Có hai từ. Có hai từ là いらっしゃいます và oide ni narimasu. Né. いらっしゃいます và oide ni narimasu. Ok, hai. Hai. Ví dụ nhất mình muốn hỏi cô Thanh là ikimasu né. Đúng không? Ikimasu đúng không? Cô Thanh à, cô đã đi Hồ Chí Minh bao giờ chưa ạ?
Thanh sensei, Hồ Chí Minh ni irashatta koto ga arimasu ka? Nhất đúng không? Cách số 2. Thanh sensei, Hồ Chí Minh ni oide ni natta koto ga arimasu ka? Ồ, có hai cái nói như thế, đúng không? Tiếp theo là từ cự, đúng không? Okay, hai. Cô à, cô đến Việt Nam từ khi nào vậy? Cách nói 1 nhá. Ano, Vietnam ni itsu irashaimashita ka? Ồ, itsu irashaimashita ka? Hai. Hai, cách số 2 sẽ là Vietnam ni itsu oide ni narimashita ka? Desu ne. Không khó đúng không? Hai. Tiếp theo, đó là từ miru. Miru sang tôn kính ngữ là goran ni narimasu. Goran ni narimasu. Hai. Ví dụ. Ví dụ có thể đặt cho mình một câu này nhé. Anh Dũng à, anh đã xem bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời bao giờ chưa? Thầy cái cuốn Hậu Duệ Mặt Trời mất rồi. Hay Hậu Duệ Mặt Trời mọi người biết là gì không nhỉ? Mặt trời là Taiyo và Hậu Duệ là Koe. Dũng sensei, Taiyo no Koe という drama をご覧になりましたか? Song Joong Ki입니다. Thầy xem một lần nè, thích Song Joong Ki lắm nhá. Hai, Chiki, chúng ta sẽ học động từ tiếp theo là động từ đấy. Imasu. Imasu nè. Imasu động từ nói đúng không? Nói. Nói thì sang bên tiếng Nhật, quên kiểu không sang bên tiếng Nhật mà là sang tôn kính ngữ sẽ là oshaimasu. Oshaimasu. Hay. Nghĩa mình này nhá. Anh đang nói gì vậy? Chị vừa nói gì vậy? Chúng ta có sẽ dịch như sau nhá. Saki hodo. Saki hodo là lịch sự của vừa nãy nhá. Saki hodo nanto oshaimashita ka? Nanto oshaimashita ka? Saki hodo nanto oshaimashita ka? Ok. Tiếp theo đó là hai động từ taberu và nomu. Hai động từ này cũng cùng chung một cách nói sang tôn kính ngữ đó là meshiagarimasu. Chắc meshi nhiều người nghe rồi đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta cứ đặt câu bình thường thôi đúng không? Ví dụ nhá. Anh đã từng ăn phở bao giờ chưa? Phở ồ, meshiagatta koto ga arimasu ka? Đúng không? Hay là anh đã từng uống nước mía bao giờ chưa? Nước mía là satokibi juice. Hay satokibi juice を meshiagatta koto ga arimasu ka? Có khó đâu, đúng không? Hay, tiếp theo đó từ kuremasu. Thì chuyển sang tiếng ngữ nó sẽ như thế nào? Kudasaimasu. Kudasaimasu, đúng không? Ví dụ như thầy giáo vừa cho tôi một cuốn từ điển. Sensei ga watashi ni jisho wo kudasaimashita. Kudasaimashita. Ok, động từ cuối cùng đó, từ gì nhỉ? Shirimasu, tức là biết. Shirimasu, tôn kính ngữ là gozonji desu. Gozonji desu. Em muốn hỏi gì nhỉ? Anh có biết Dũng Mori không? Dũng Mori yo gozonji desu ka? Dũng Mori yo gozonji desu ka? Minasan, Dũng Mori yo gozonji desu ka? Wakannai. Nghe tạm biệt, đơn giản đúng không? Thứ hai, công thức thứ hai của tôn kính ngữ. Của tôn kính ngữ đó là dùng thể bị động. Sử dụng thể bị động thì nó tương đương với gì nhỉ? Ý nghĩa là mang tính tôn kính ngữ đấy nhé. In desu ka? Hay. Ví dụ như thế này. Thể bị động nào lại mở lại sách nhá, mở lại sách để xem lại nhá. Xem lại đúng không? Chưa đơn giản đâu. Ví dụ chúng ta đặt câu như thế này. Ví dụ này. Ví dụ anh từ đâu đến vậy ạ? Ngày xưa chúng ta đặt là doko kara kimashita ka? Thì ngoài cái cách nói đặc biệt mà ở công thức 1 nhá, chúng ta có thể nói là doko kara korarimashita ka? So desu ne. Kimasu thành korareru đúng không ạ? America desu. America desu. Bây giờ chúng ta đặt thật là nhiều ví dụ là được thôi. Ví dụ như thế này. Anh đã đọc cuốn sách đó chưa vậy? Ano, sono hon wo yomaremashita ka? Yomaremashita ka? Hay là gì nhỉ? Anh đã nghe bài hát đó bao giờ chưa vậy? Ano kyoku wo kikareta koto ga arimasu ka? Kikareta koto ga arimasu ka? Hay là gì nhỉ? Giám đốc à? Giám đốc đã về chưa ạ? Shachou, mo kaerareimashita ka? Kaerareimashita ka? Anh nghĩ như thế nào về Nhật Bản á? Trên phỏng vấn đúng không ạ? Phỏng vấn chúng ta phải dùng lịch sự nhá. Nihon nitsuite dou omowaremasu ka? Dou omowaremasu ka? So desu ne. Ví dụ là câu như thế này, đúng không? Là gì nhỉ? Anh đừng nói với vợ anh nhé. Ví dụ kono hanashi desu ne. Kono hanashi okusama ni hanasarenai de kudasai. Hanasarenai de kudasai. Mình muốn nói một câu rằng là gì nhỉ? Sacho à, giám đốc à, ngày mai mấy giờ anh dậy vậy? Và mấy giờ thì anh rời khỏi nhà vậy? Ví dụ đúng không? Hay ano sacho ashita nanji ni okirareimasu ka? Hay là rồi là mấy giờ anh đi đúng không? Ato nanji ni ie o derareimasu ka? Ie ni derareimasu ka? Có thầy nhỉ? Hình như cô nghỉ dạy rồi đúng không?
chị sẽ nói là gì nhỉ? Thành chiến sĩ, siêu tổ, yameraretan desu ka? So desu ka ne, hai. Đúng không? Đơn giản đúng không? Chúng ta cứ chia như vậy thôi. Và học thuộc thân nhiều vào thì bài toán về kính ngữ đang dần dần trở nên dễ giải hơn đúng không? Cái số 2 nhé, cứ dùng thể bị động nói được ra đúng không? Tiếp theo, kính ngữ rồi. Công thức số 3, đó là dạng gì nhỉ? Vê mắt sự, chúng ta bỏ mắt sự đi, cộng với lại gì nhỉ? Đứng trước ni. Là ô. À, đứng trước nó là ô đấy. Ô. Cộng với lại là ni narimasu. Ừ. Nghe ni naru, ni narimasu. Ô, vê, na, à, ni narimasu, né? Hay. Hay, ですか? Thứ nhất, ví dụ như thế này, đúng không? Chúng ta muốn hỏi Sacho đúng không? Giám đốc à, anh đã về nhà chưa vậy? すいません, お帰りに になりましたか? Ừ, ですね. Này gì nhỉ? Ô, thầy à, thầy đã viết báo cáo chưa? À, thầy viết báo cáo chưa? Đúng rồi. À, report をお書きになりましたか? Ừ, お書きになりましたか? Hay. Hay là đọc cũng được. À, đọc cái à? Đọc báo cáo chưa vậy? Thầy đọc báo cáo của em chưa vậy? Ừ, 私のレポートをお読みになりましたか? Tiếp theo, cái gì nhỉ? Quý khách đã gì nhỉ? Quyết định được món chưa ạ? À, trong cửa hàng đúng không? Tôi phải lịch sự với khách hàng nhé, phải tôn kính khách hàng nhé. Mo okimari ni narimashita ka? Từ kimaru là quyết định đúng không thầy? Okimari ni narimashita ka? Kimari ni narimashita ka? Hay. Hay như này. Mọi người đã hiểu chưa nhỉ? Minasama desu ne. Minasama owakari ni narimashita ka? Owakari ni narimashita ka? Zehi kotaete ne. Hay này nhỉ. Mình vào khách sạn đúng không? Thì nhân viên sẽ hỏi là quý khách có nghỉ trọ hôm nay không ạ? Hay okekusama. Kyō wa ô tô mari ni narimasu ka? Ô tô mari ni narimasu ka? Hay. Đó. Hay là quý khách có uống cái này không ạ? À, kore o onomi ni narimasu ka? Hay là gọi điện thoại lên phòng đúng không? À, quý khách đã ngủ chưa ạ? Mo oyasumi ni narimasu ka? Oyasumi ni narimasu ka? Tuy nhiên các bạn nhớ những cái động từ có một thì nhỉ? Có một âm tiết, ví dụ là nemasu hay là nimasu, đúng không? Thì chúng ta sẽ không sử dụng mẫu này được. Đúng không? Công thức thứ ba thật là đơn giản đúng không? Hay. Wow, đơn giản, không có gì khó cả. Các bạn chú ý nhé. Ừ. À, có thể là nhiều bạn sẽ thấy ví dụ đặc biệt thì dùng vài động từ này đúng không? Ví dụ nomimasu đúng không? Ừ. Xong bây giờ cái là meshiagarimasu. Thế bây giờ đến cái công thức thứ ba mình lại nói là onomi ni narimasu, otabe ni narimasu đúng không? Thì nhá, với những động từ mà có dạng đặc biệt, chúng ta sẽ thường dùng ở dạng đặc biệt nhiều hơn. Tức là người Nhật sẽ dùng nhiều hơn. Còn lại những cái động từ khác á thì vừa thể dùng sang bị động công thức 2 và vừa sang dùng sang o v ni narimasu công thức 3 được. Dùng cho nhau nhé. Tại vì cái dạng đặc biệt nó có giới hạn đúng không? Hay. Ok, còn những cái công thức này là sử dụng cho hầu hết tất cả các động từ. Mọi người để ý một chút, ví dụ như là với công thức thứ 2 vừa nãy cũng có là gì nhỉ? Kaerareimasu ta ka đúng không? Hay công thức thứ 3 vẫn phải dùng là okaeri ni narimasu ta ka. Dùng hoàn toàn cho nhau được nhé. Ok. Hay. Hay, đơn giản. Tiếp theo. Số 4. Số 4. Đó là gì nhỉ? Ngày xưa chúng ta học về hãy làm cái gì đó vete kudasai đúng không? Hay. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một công thức này. Công thức dư đó là gì nhỉ? O này cộng với vemasu, bỏ masu cộng với kudasai. Hay. Được không? Rất là dễ đúng không? Anh hãy làm gì đi đấy ạ? Thì không phải vete kudasai mà O hoặc là go, vemasu, bỏ masu cộng với kudasai. Nhớ nhá mọi người nhá. Thứ nhất, O trước đúng không? O trước. Cô vừa nói là go nữa đúng không? Go xong danh từ như thế nào thì kudasai, tí nữa giải thích cho tạm thời o về mas kudasai nhá. Ví dụ như thế này, các bạn hãy đọc đi ạ. Hãy oyomi kudasai. Ví dụ phỏng vấn như này chứ. À, anh ngồi đi ạ. Dozo osuwari kudasai. Osuwari kudasai. Hay là có một từ khác là gì nhỉ? Trong sách có ghi là gì nhỉ? Kakeru. Dozo okake kudasai. Có hai cách sử dụng nhớ chưa? Osuwari kudasai, okake kudasai. Đều được. Tiếp theo, ví dụ như là gì nhỉ? Xin mời anh vào ạ. Dozo ohairi kudasai. Ohairi kudasai. Đúng không? Xin mời quý khách hãy đợi một chút ạ. Từ này hay dùng đúng không? Từ này chắc là nghe nhiều lắm rồi đúng không? Shōshō omachi kudasai. Hai, shōshō omachi kudasai. So desu ne. Hay là gì nhỉ? Anh mua đi ạ. Hai, dozo okai kudasai. Okai kudasai. Hay bảo ai đó, chị mua đi, okai kudasai đúng không? Hai, dozo, dozo. Nào, một cách động từ cắt là gì nhỉ? Kirimasu đúng không? Hai. Này, em cắt tóc đi ạ, đúng không? Cắt tóc. Đó. Okiri kudasai desu ne. Okiri kudasai. Hai. Hay là gì nhỉ? Người ta hay có những cái gọi là gì nhỉ? Tờ quảng cáo chẳng hạn đúng không? Xin mời quý khách hãy gì nhỉ? Hãy cầm lấy tự do chẳng hạn, cầm lấy. Hãy mang về thoải mái, cầm tự do đi đúng không? Hãy lấy một cách thoải mái đi thì người ta sẽ nói là gì nhỉ?
遠慮なく。ご自由にお取りください。あ、ご自由にお取りください。từ này rất là dùng nha các bạn, nghe rất là nhiều khi mà gì nhỉ? Ở bên sau ở Nhật Bản. OK. Ví dụ động từ考えます. Xin nghĩ thêm một chút nữa đúng không thầy? Hay もう少しお考えください. お考えください. Hay là gì nhỉ? Anh tìm đi. Hay どうぞお調べください. お調べください đó. Hay. Xin hãy thông báo với chúng tôi.すみません、お知らせください。はい、みんな nói như thế này đúng không? Hãy gửi mail cho chúng tôi nhé。はい、メールをお送りください。お送りくださいですね。お送りください。あ、vẫn trong công thức thứ 4 này đúng không? Thì chúng ta có go và ください。Trong mẫu này thì chủ yếu là gì nhỉ? Ở dạng danh từ ở nhóm thứ 3, kết hợp của hai chữ Hán nhớ chưa? Các bạn chú ý những ví dụ sau đây. Ví dụ này là xin quý khách hãy kiểm tra đi ạ.ご検討ください。ご検討ください。ちょっと待って、検討しますね。はい、検討は。検討は。はい。で、テアナ、新米、はい、参加。ご参加ください。新米、はい、在手が。ご説明ください。ご説明くださいですね。はい。はいな、新米、はい、在手。のわん、新米、在手は。ご案内ください。ご案内ください。紹介cũng được、のわん。ご紹介ください。ご紹介ください。Hay là gì nhỉ? Hãy liên lạc với chúng tôi. ご連絡ください. Đúng không? Hay là gì? Hãy tới quán chúng tôi nhé. ご来店ください. Hãy, ご来店ください. Hãy thảo luận với chúng tôi nhé. ご相談ください. ご相談ください. Hay là gì nhỉ? Hãy hợp tác với chúng tôi nhé. ご協力ください. ご協力ください. Hay là gì? Hãy cho chúng tôi ý kiến nhé. ご意見ください. Hay là gì nhỉ? Hãy chuẩn bị đi nhé. ご用意ください. ご用意ください. OK. Được chưa? Hay. Đơn giản đúng không? Thật là dễ đúng không? Thì khi nào dùng O và Go thì có lẽ là chỉ còn nhớ nhá. Học thật nhiều và nhớ thật nhiều. OK. Nhá. Và nói thật nhiều nữa nhá mọi người nhá. Tiếp theo chúng ta chuyển sang gì nhỉ? Công thức thứ 5. Đó là gì nhỉ? Tôn kính ngữ của Vemas. Tôn kính ngữ của Vemas. OK. Đó là ですか? Thế là như thế nào? Tức là gì ạ? Động từ dạng O. À, động từ dạng mắt sự đúng không? Chúng ta cho O vào trước. Bỏ mắt sự đi cộng với ですか? そうですね. Cứ đi đến ví dụ là chúng ta sẽ nhớ. Ê. Ví dụ thứ nhất. Anh có đọc không? Chúng ta sẽ không... Lịch sự sẽ là 読みますか? Bây giờ tôn kính ngữ sẽ là お読みですか? Đúng không? Anh có đọc không? Hay. Tiếp theo. Anh có mang không? お持ちですか? Hay là anh có nghĩ về điều đó không? お考えですか? Đúng không? その問題についてお考えですか? そう。Anh sẽ gọi taxi à? はい、お呼びですか? タクシーを。Đúng rồi, taxi をお呼びですか? Hay là anh đi ra ngoài à? お出かけですか? Đúng không? Từ này hay quen đúng không? はい。お出かけですか? はい。Tiếp theo đó là go. Go, cũng giống như bên trên, cũng là... Giống như bên trên. Go sẽ là với những cái động từ thuộc nhóm 3 nhé. Bỏ します đi đúng không? Đúng không? Go, ご紹介ですか? Anh sẽ giới thiệu à? はい。Đúng không? Anh sẽ giải thích à? ご説明ですか? Anh sẽ tham gia. ご参加ですか? Đúng không? Anh sẽ thảo luận à? ご相談ですか? Đúng không? ご相談ですか? はい。Anh đến để thảo luận à? ご相談ですか? そうですね。Ví dụ như này. Thế quý khách gọi món à? ご注文ですか? Đúng không? Hay là, gì nhỉ? Anh đi công tác à? ご出張ですか? Hình như nhà anh mới sinh cháu à? はい。ご出産ですか? ご出産ですか? Thế anh nghỉ à? ご休憩ですか? Thế chồng anh, chồng chị à?ご主人ですか? ご主人ですか? Tôn kính ngữ đúng không? ご主人ですか? Anh có tham gia? ご出席でしたか? ご出席でしたか? Cũng được đúng không? ご出席でしたか? Hay là gì nhỉ? Sắp tới, khi nào thì anh tốt nghiệp vậy? いつご卒業ですか? Đúng không? いつご卒業ですか? Khi nào thì anh nhập học vậy? いつご入学ですか? ご入学ですか? はい。Vậy các bạn đã nhớ chưa nhỉ? Chúng ta có 5 công thức để nhớ cái dạng tôn kính ngữ này. Hay. Thứ nhất đó là dạng đặc biệt. Ok. Thứ hai đó là dạng bị động. Thứ ba đó là dạng động từ dạng masu thêm o vào trước, bỏ masu đi cộng với ni narimasu. So desu ne. Ok. Thứ tư đó là gì nhỉ? Thể lịch sự tôn kính ngữ. Ví dụ như thế này. Kudasai. おべます đúng không? Bỏ ます đi cộng với ください và ごください. そうですね. はい. Tiếp theo. Và cuối cùng. Cuối cùng thứ năm đó là おべます bỏ ます đi cộng với ですか ご dạng từ nhà động từ nhóm 3 đúng không? ですか. Được nhé. Như vậy chúng ta cứ thế mà đem ra sử dụng thôi. Ta có một chú ý nhỏ nhỏ như này, có một vài động từ đúng không? Dạng đặc biệt
thì chúng ta có thể đưa nó vào sang cái mẫu thứ ba này, kudasai này, ví dụ như là nhỉ, messiagatte kudasai, chúng ta có thể nói như thế đúng không, anh hãy ăn đi đúng không, thì chúng ta chia giọng lịch sự hơn là o messiagatte kudasai. Hay là mà chúng ta sẽ nói ngắn hơn là goran kudasai đấy nhé. Hay. In desu ka? Dou desu ka minasan? Rất là khó nhưng mà không phải khó. Khó nhưng mà khó bắt thầy. Không khó. Đấy. Không phải khó mà là gì, nó hơi dài một tẹo thôi đúng không? Nhưng mà nếu mà ghi lại chắc mọi người sẽ hiểu ra đúng không? Nhớ, nhớ ghi lại. Ok, và đem ra sử dụng thật là nhiều. Chúng ta sẽ nhớ. Hay. Ok, clip ngày hôm nay thì chúng ta tạm thời kết thúc tại đây đúng không? Chúng ta sẽ chuyển sang các clip. Clip thứ hai, clip tiếp theo đó là về gì nhỉ? Khiêm nhường ngữ và khiêm nhường lịch ngữ sự. Và một chút về lịch sự. Hay. Ok, bye bye. Nếu chờ đợi thêm một thời gian nữa nhé, một tẹo, tí tẹo. Chờ đợi thêm một thời gian. Bye bye mọi người. Bye bye. Gặp lại nhá. Ô, bài gì thế? Chúng hỏi gì? Cắt. Cắt đúng không? Nhớ ghi lại. Bye bye mọi người.